Hello, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel Thiên Voice Audio. Mọi người thấy được thì Sang đang soạn hàng. Đây là hai đơn Maui 28G3 chung một khách nha mọi người. Lần này thì Sang lắp đặt cho một cái anh khách cũ. Thì anh này đã xài cái bộ Maui 28G3 rồi. Trước đó anh đã xài một bộ ở nhà, xài hai cây với một cái tủ máy như thế này. Tủ máy bao gồm là micro là DMX, rồi JBL cái 180A, rồi có một cái tủ máy và có một cái quản lý nguồn. Thì xài rất là ok, nên lần này là anh quyết định là anh sẽ giới thiệu cho người thân của anh ở dưới quê luôn để mà xài. Và đây là hai bộ cho hai nhà khác nhau. Và đặc biệt ở điểm đặc biệt cái lần này đó là hai bộ này lo đều sử dụng là lo màu trắng. Lo màu trắng là cái dòng này thì rất là hiếm nha mọi người. Lần này thì lo màu trắng của Audi Maui 28G3 về nó khoảng tầm 6-7 cây vậy thôi, mà anh lấy 4 cây rồi. Lần này quyết định là xài màu trắng. Thì đối với những cái sản phẩm lo màu trắng này thì thực sự ở trên thị trường hiện nay rất là hiếm các nhà hãng làm cái màu sơn này. Thật sự thì nó rất là dơ. Nếu chúng ta không sử dụng đúng cách, không có sử dụng đúng cái không gian của chúng ta thì nó thật sự nó rất là dơ, nó rất là tác hại nha mọi người. Nhưng mà nếu mà biết sử dụng thì nó sẽ là một cái điểm đặc biệt trong cái hệ thống dàn karaoke, một cái sản phẩm để mà trưng bày nhìn nó rất là sang đó. Thì như mọi người biết thì trên hiện nay thị trường thì nó có sẽ có những cái dòng như là SE Audio Technique IC38 là màu trắng nè, nó có cả hai màu trắng và đen. Rồi thêm cái dòng Electro Void 30M đó cũng có hai màu trắng và đen, và cái dòng Maui 11G3, 28G3 đều có hai màu trắng và đen. Tùy theo nhu cầu của mọi người thôi. Thì thí dụ như nhà của chúng ta ở mặt lộ mà chúng ta không có đóng cửa kính thì bụi nó bay vào nó rất là dơ, thì chúng ta nên sử dụng màu đen. Thường Sang tư vấn cho khách hàng cũng là xài màu đen. Còn nếu như mà nhà mọi người là nhà kính, nhà có kính và có rèm che, xài máy lạnh đó, cái phần bụi ở ngoài nó không bay vào được á, thì mọi người sử dụng màu trắng nó sẽ rất là sang. Và cái màu trắng nó sẽ giúp cho không gian nhà của chúng ta tạo nên cái điểm sang trọng, cái sự tươi mới cho cái nhà của mình. Một cái điểm đặc biệt khi mà khách bước vô là nhìn thấy một cái hệ thống karaoke màu trắng là nhìn nó rất là đặc biệt rồi, đúng không? Thật sự thì khách cũng mình đã xin phép khách rồi, xin phép khách khui một con ra để test và làm review cho mọi người. Thì thật ra đợt trước anh Vũ cũng có làm rồi, anh Vũ có khui ra test cho mọi người rồi, nhưng mà lần này mình muốn tự tay mình khui ra mình đánh giá cái sản phẩm này. Ok, bây giờ thì mình xin phép mọi người mình khui nha. Thì đây mọi người thấy nè, quên nói nữa, cái này là cái bộ mà mình đã lắp sẵn cho mọi người nè. Một cái bộ tủ này là tủ 3U nha. Thì khi mà mình lắp á thì ở đây mọi người thấy không, dây nhỏ để trong này hết luôn. Dây nhỏ để rất là gọn trong này. Khi mà mọi người xài, mọi người chỉ cần lấy một cái dây nguồn của cái quản lý nguồn ra thôi, lấy một cái dây tín hiệu hoặc là hai dây tùy theo. Ví dụ như bộ này mình sẽ xài là hai dây để mình cắm vô cái van, cắm vô hai cái lo là xong. Rất là gọn, để trong này hết. Còn bên này thì nó có một cái mặt lưới nè, mình để cho mọi người là những thiết bị như là Bluetooth nè, hay là dây nhỏ tín hiệu mọi người có thể để vào đây. Phía trước thì nó sẽ để hai cái tai micro. Micro mình sẽ để ở đây ha, mình sẽ để phần này. Rất là gọn nha mọi người. Thì cái tủ này á, cái tủ này thì đây là cái tủ mà mình đóng lại cho khách với cái con mã 8. Thì như mọi người biết rồi, đợt rồi vừa rồi anh Vũ có làm vệ sinh cho một cái con mã 8 đó. Thì bây giờ thì đây là cái tủ của anh. Thì bây giờ thì mình đã đóng qua một cái tủ mới rồi. Nên là bây giờ mình sẽ đóng lại nha. Một bộ rất là gọn, mọi người xài là mọi người muốn đi du lịch gì á, mọi người chỉ xách đi thôi, chứ mọi người không cần phải mang theo nào là van số, nào là micro lượm thượm, nó rất là khó khăn. Cái tủ này nó cũng giúp chúng ta chống và đập cực kỳ tốt, bảo vệ sản phẩm của chúng ta. Xài thì lôi hai đúng 2 giây 3 giây ra thôi. Còn không xài nữa thì mình sẽ đóng lại vô một cái tủ như thế này. Rất là cứng cáp nha mọi người, yên tâm bao test. Rồi, không xài thì mình đóng lại như một cái vali vậy đó. Rất là gọn luôn á. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ khui cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nha. Thì trước khi khui thì tháo nhẫn, tháo thiết bị ra hết. Tại vì sản phẩm rất là mắc tiền nên đâm ra là mình phải chuẩn bị. Rồi ok, thì
để mình đi lấy cái bao tay mình đeo vô để mình khui ra, tránh trường hợp là làm dơ sản phẩm của khách hàng, người ta tin tưởng mình đi nên mà mình phải bảo vệ sản phẩm của mình. Đeo bao tay vào để mình khui ra, lấy cái sản phẩm lôi ra chứ không để tay nhiều khi mình thật ra là tay không có dơ, nhưng mà sợ là một lý nữa khi mà mình cầm á, cái mồ hôi tay á, nó ra nó bám vào lo nó rất là dơ đó. Thì đối với những sản phẩm này thì thật ra là khách hàng không có nhu cầu mang tới mang lui thì mình mới tư vấn và khách hàng mới chọn lựa dòng sản phẩm này thôi, chứ còn mà khách hàng mà hay bê ra bê vô á, xài cái này nó cũng dơ mọi người, ở tay mình nhiều khi bị đổ mồ hôi á, nó chạm vô nó bám vân tay này kia chùi nó rất là cực đó. Bây giờ đeo vô để mà khui ra rất là kỹ đối với mấy cái dòng sản phẩm màu trắng này, chơi phải có nghệ thuật đó mọi người. Rồi ok, khui ra nha, lấy ra đi, đây nó có cái rồi. Long bỏ cái này giúp anh. Đúng rồi, nó ở phía sau á mọi người. Wow, đẹp quá, quá đẹp luôn á. Mọi người nhìn nè. Wow, đẹp. Quá đẹp mọi người. Đó. Cái màu này nếu mà mọi người sơn từ cái màu đen lên á, nó sẽ không có đều và cái màu chúng ta sẽ không có được sáng như thế này. Thì đối với những cái sản phẩm lo màu trắng này mà đặt trong những cái không gian nhà chúng ta có cái tông sáng thật sự rất là sang đó. Một cái điểm đặc biệt như mọi người thấy nè, phía bên trong này thì nó vẫn còn một cái lớp màng lo nữa nha mọi người, lớp trong nó sẽ màu đen đó. Để mình thích ở những cái sản phẩm này, con ốc nó bắt âm vô sát như thế này luôn đó, nó không có lồi ra, đúng là dòng lo của hãng nó có cái điểm đặc biệt, nhìn nó rất là xịn, nó rất là rồ ha, màu sơn rất là đồng nhất, quá đẹp, phải nói là quá đẹp. Cái màu này mà đưa vô nhà mà tông sang trọng nữa là thôi rồi, khách tới thăm nhà nhìn vô một cái bộ dàn karaoke đó, sẽ rất là thích thú và rất là đặc biệt đó. Phía sau này thì mọi người thấy nè, volume ha, left right. Nói chung thì thông thường những cái dòng lo của hãng như thế này á, nó sẽ cho mình hai ngõ in left right đấu vào, thì nhiều cái dòng lo á, khi mà mọi người đấu vào một cái ngõ left á, nó sẽ không ra hết công suất đó. Còn có những một số dòng lo á, mọi người đấu chỉ còn một ngõ thôi nó ra được. Nói chung cái này là theo cái cách hãng họ làm ra để họ quyết định cái chất lượng. Ví dụ như những con MA8 nha, nếu như mọi người cắm một cái ngõ lép một giây thì nó không bao giờ nó ra được hết cái công suất của nó. Nó phải cắm 2 giây để nó đưa ra cái công suất tốt nhất, khỏe nhất. Thì như cái con này nó ra, làm ra 2 ngõ để mọi người có thể sử dụng vào cái nhu cầu của mọi người. Đó. 2 ngõ này là 2 cái ngõ để mọi người có thể nối liên tiếp, link thêm mấy cái lo. Left right, link thêm lo xung quanh. Đó. Nhà hãng còn phân bố chúng ta cái cách đấu cardioid nữa nè. Nguồn đặc biệt, nguồn có này, nguồn nó sẽ không có xài những cái dòng nguồn như chúng ta thấy nè. Đối với cái con Maui 28G3 màu đen thì nó xài nguồn này nha mọi người. Mà riêng con màu trắng thì nó xài nguồn Biscon nha mọi người. À, cái nguồn này khó đi kiếm lắm nè. Đó, mất cái là rất là cực, đi kiếm rất là cực. Nên đâm ra là mọi người nhớ sử dụng mấy con là phải giữ cái nguồn này nha. Giữ kỹ nguồn này nha, đi kiếm cực lắm. Đó, nguồn này là nguồn hãng.
quá ok. Sau khi mà mình đã khui ra là đây là tổng thể của một cái thanh trụ Maui 28G3 màu trắng nha mọi người. Phải nói là rất là đẹp nha mọi người, sang quá, đúng là một bạch công tử. Thì đối với sản phẩm lo Maui 28G3 này, như mọi người biết thì mình cũng có review á, thì ở đây nó sẽ trải dài lo từ trên xuống dưới luôn đó, trải dài lo từ trên xuống dưới, và cái công suất của cái con này nó sẽ lên đến khoảng tầm là 1000W với SPL là 127 đó, nên là cái đánh cái lực nó ra rất là nét. Thì đối với so sánh thì nhiều khách hàng so sánh với Bo là 1R16 thì cái con này cái độ lực độ khỏe nó sẽ ra tốt hơn, nhưng mọi người biết rồi thì cái hậu nó dày thì nó sẽ ra tốt hơn. Tuy nhiên thì nếu mà nói về nghe nhạc thì không thể nào so sánh với những dòng Bo rồi đó. Nhưng mà đảm điểm đặc biệt ở cái con này đó chính là việc nó cho ra cái giải mic low rất là tốt đó. Thêm một cái phần màu trắng này nữa thì nó vừa có cái chất lượng về cái công suất, vừa có cái chất lượng về cái giải mic low, giải mic cho nó ra dày dặn dễ hát karaoke, vừa là một cái điểm để mà chúng ta có thể decor trong những cái không gian nhà chúng ta thêm phần tươi mới hơn, sang trọng hơn đó. Nhưng mà người thấy nè, ở đây có một điểm nè, ở phía bên trong này là nó là màu đen, nó là nước sơn màu đen mặt lưới phía trong đúng không, phía bên ngoài nó thêm một mặt lưới nữa và mặt lưới ngoài là màu trắng, nhưng mà ở trong màu đen. Nếu mà chúng ta theo như những dòng loa khác mà chúng ta sơn trực tiếp lên á thì nó đen màu trong luôn, nó trắng màu trong luôn, nhưng mà không, cái này người ta sẽ sơn ở ngoài sau đó người ta mới ốp vô đó, và nó đồng bộ, nó tạo nên cái điểm nhìn nó rất là sang nha mọi người đó. Thì nó đồng bộ tổng thể từ trên xuống dưới luôn như mọi người thấy nè đó, và cái độ chắc chắn của cái con này cực kỳ tốt. Thì hiện tại á, theo như giá thị trường hiện nay á, thì cái con Maui màu trắng này á thì nó sẽ mắc hơn so với cái con màu đen, nó rơi khoảng tầm 2 triệu. Ví dụ như con màu đen nó rơi khoảng tầm là 48.125.000 đó, thì cái con này nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 50.325.000 thì nó mắc hơn khoảng tầm 2 triệu đó. 2 triệu thì thật ra thì mình thấy nó hoàn toàn xứng đáng, bởi vì với một cái chất lượng nó làm rất là tinh tế. Không phải là nếu mà như màu đen thì người ta sẽ sơn đồng loạt thì không nói gì rồi, nhưng mà màu trắng thì họ phải xử lý ở trong từng công đoạn, nó phức tạp hơn. Và cái màu nước sơn này là cũng là một cái màu nước sơn nhìn nó rất là đẹp, nó rất là sang đó, một cái màu trắng, nhưng mà trắng này nó trắng tươi, nó không có phải là dạng cái màu trắng ngà như những dòng khác đó. Đối với theo cái phần mà nếu mà decor trong kiến trúc á, thì thông thường á thì cái màu trắng tươi nó sẽ biểu thị, nhưng mà mình đã nói là sự tươi mới, nó sự gọi là thịnh vượng trong cái không gian nhà của khách đó. Rồi ok, thì bây giờ thì mình đóng lại thôi khui ra xíu cho mọi người chiêm ngưỡng về cái sự tinh tế trong cái màu trắng của cái con Maui 28G3 này. Rồi bây giờ thì mình sẽ đóng lại, mình chuẩn bị mình giao khách hàng. Nên nói chung thì khui ra sẵn hồi mình test trước khi giao. Ok mọi người, video của mình đến đây là hết. Mọi người cảm thấy video hay hãy bấm like, share, subscribe kênh Thiên Vũ. Thì màu trắng, màu đen, Maui 28G3, 11G3 mình đều có sẵn. Nếu mọi người cảm thấy thích cái mẫu nào thì cứ gọi alo cho Thiên Vũ, Thiên Vũ sẽ có mức giá tốt nhất cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha.